Xin chào, hôm nay tôi uncover một cái bài nhạc hit phía sau một cô gái của Hoàng Sơn. Không hiểu âm nhạc tại sao mà làm khiến nhiều người đảo điên và yêu thích như vậy, trong khi cái vấn đề ở Việt Nam là bảo vệ thiên nhiên và động vật thì ít ai quan tâm. Tôi cũng hơi buồn là cái chuyện cái con hải cẩu nó bơi lạc qua Việt Nam á, nó bị người dân mình đập nó chết. Ác quá các bạn ơi, trời ơi. Nên buồn quá đánh nhạc để câu view. Mong mọi người biết đến Tion và quan tâm đến động vật nhiều hơn.